Lux A2.0 là mẫu sedan có thiết kế cùng hạng với các mẫu xe như Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6. Nhưng VinFast Lux A2.0 lại sử dụng platform của mẫu BMW 5 Series truyền thống. Với việc sử dụng platform như vậy, liệu Lux A2.0 có vượt qua mẫu BMW 5 Series F10 truyền thống hay không? Thì trong video này, các bạn hãy cùng Auto Daily đi so sánh nhé! Tổng thể phần thiết kế ngoại thất bên ngoài của Lux A2.0 có khá nhiều nét tương đồng với BMW 5 Series. Nhưng khi các bạn nhìn trực diện phần đầu xe thì Lux A2.0 lại có những trang bị khá lạ so với BMW 5 Series, như đầu xe thiết kế theo kiểu đèn định vị LED ban ngày đặt cao. Hệ thống đèn pha cốt LED được chuyển xuống phía dưới có chế độ bật tự động, khá giống với những mẫu xe trên thị trường hiện nay như Hyundai Kona hay Mitsubishi Xpander. Dưới cùng là đèn sương mù LED, mặt ca lăng được lấy cảm hứng từ những cánh đồng ruộng bậc thang, camera trước nằm dưới logo chữ V. Xe được trang bị camera 360. Nhưng nếu nhắc đến BMW 5 Series F10 thì chắc hẳn những người yêu và thích BMW đều nhớ mẫu xe này. Một phiên bản có thể nói là thành công của dòng xe 5 Series. Xe sở hữu thiết kế không quá cầu kỳ nhưng rất ấn tượng bởi lưới tản nhiệt lớn tách biệt và cụm đèn pha với hai vòng LED định vị ban ngày mỗi bên. Nhờ sự kế thừa, học hỏi và phát triển mà Lux A2.0 đã có những đường nét thiết kế táo bạo hơn cùng các trang bị công nghệ hiện đại. Phần đầu xe của Lux A2.0 sở hữu lưới tản nhiệt đóng mở tự động cùng logo chữ V và thanh chrome kết hợp giải LED ban ngày cách điệu chữ F đại diện cho thương hiệu VinFast. Cụm đèn pha và đèn sương mù cũng được trang bị công nghệ LED. Phần hông xe của BMW 5 Series F10 sở hữu đường gân dập nổi kéo dài từ đèn pha trước đến đèn hậu phía sau, giúp phần hông xe nhìn khỏe khoắn và nam tính. Còn Lux A2.0 lại có sự mềm mại và hài hòa. Cả hai xe đều sở hữu bộ la răng kích thước lớn, như la răng của Lux A2.0 có thiết kế hiện đại hơn nhờ bề mặt phay xước. Tiến ra phần đuôi xe thì cụm đèn hậu nối liền bằng một giải LED của Lux A2.0 kết hợp với logo chữ V đã phần nào chiếm được sự thu hút ánh nhìn hơn. BMW 5 Series có cặp ống xả kép đặt bên trái, trong khi đó Lux A2.0 lại sở hữu cặp ống xả đơn đặt đối xứng hai bên cùng với hai khe khuếch tán gió khí động học ở càn sau. Tiến vào không gian nội thất, nếu như chúng ta xét về tổng thể thì Lux A2.0 có phần nhỉnh hơn BMW 5 Series F10 nhờ được thiết kế giản lược và hiện đại. BMW 5 Series có phần bố cục bảng táp lô hướng về phía người lái cùng màn hình trung tâm giải trí lớn, kèm khá nhiều nút điều chỉnh ở phía dưới. Còn Lux A2.0 có bảng táp lô bọc nhựa mềm cao cấp cùng các mảng ốp gỗ hoặc ốp nhựa carbon. Điểm nhấn là màn hình thông tin giải trí dạng dọc 10,2 inch, có thể thay đổi hình nền bằng các ảnh phong cảnh đẹp của quê hương đất nước. Cả BMW 5 Series và Lux A2.0 đều được trang bị điều hòa hai vùng độc lập, nhưng Lux A2.0 lại bắt kịp xu hướng khi giản lược nút bấm so với thiết kế của BMW 5 Series. Vô lăng của Lux A2.0 được lấy theo form của BMW 5 Series F10 và vô lăng này là loại trợ lực thủy lực. Xe được trang bị hệ thống khởi động Start-Stop Engine, ghế lái và ghế phụ của Lux A2.0 cũng như BMW 5 Series đều được trang bị chỉnh điện và nhớ hai vị trí. Chất liệu da của hai xe đều là da thật, nhưng với Lux A2.0 bản cao sẽ được sử dụng da Nappa cao cấp. Không gian hàng ghế sau tổng thể gần như không khác gì mẫu 5 Series bởi trục cơ sở là giống nhau. Nhờ sự thừa hưởng này mà Lux A2.0 sẽ khiến các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng B phải dè chừng. Hệ thống loa trên phiên bản cao cấp là loa Harman Kardon. Xét về khả năng vận hành thì BMW 5 Series F10 sở hữu động cơ 2.0 lít, 245 mã lực, mô men xoắn 350 Nm, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,2 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Còn Lux A2.0 có hai tùy chọn động cơ, bản bay dùng động cơ dung tích 2.0 tăng áp, công suất 175 mã lực và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Bản cao cấp sử dụng động cơ 2.0 tăng áp, mô men xoắn cực đại 350 Nm. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số 8 cấp ZF tối tân nhất hiện nay. Tuy nhiên, ECU điều khiển của xe lại chỉ sử dụng của bên thứ ba là Brainion. Cả BMW 5 Series và VinFast Lux A2.0 đều được trang bị dẫn động cầu sau. Nếu như so sánh trực tiếp về khả năng vận hành cũng như cảm giác lái tại thời điểm này thì mọi bình luận có lẽ còn quá sớm để nói về Lux A2.0. Còn với BMW 5 Series F10 thì các bạn là những người hiểu hơn ai hết. Một mẫu xe đã gây được ấn tượng trên toàn thế giới nhờ thay đổi thiết kế và mang lại cảm xúc cho bất kỳ ai cầm vô lăng chiếc xe này. Theo chúng tôi dự đoán, giá bán của mẫu sedan Lux A2.0 sẽ dưới 1 tỷ, rơi vào khoảng từ 700 đến 850 triệu đồng. Mức giá này sẽ nằm cùng giá với các sản phẩm trong phân khúc sedan hạng C như Toyota Altis, Mazda 3.0 hay Honda Civic. Còn các bạn hãy đưa ra các dự đoán cụ thể bằng cách comment ngay bên dưới video này. Hãy like và subscribe kênh để liên tục theo dõi các thông tin thú vị về thị trường ô tô Việt Nam.